5 dòng mèo đắt nhất thế giới. Thứ nhất là mèo Acera, là dòng mèo vô cùng đặc biệt vì chúng là kết quả lai tạo của con người trong phòng thí nghiệm. Chúng mang 3 dòng máu là mèo rừng châu Phi, báo châu Á và mèo nhà. Chúng có giá rất là mắc, từ 500 triệu tới 2 tỷ. Thứ hai là dòng mèo Khan Mani, là dòng mèo siêu hiếm và cổ xưa của Thái Lan. Chúng được phát hiện từ cách đây hàng trăm năm, có giá thành từ 160 triệu tới 300 triệu. Thứ ba là dòng mèo Savannah, là dòng mèo được mệnh danh là những chú báo con, có giá từ 100 tới 700 triệu. Thứ tư là mèo Bengal, hay còn gọi là mèo vàng hổ, là dòng mèo cực kỳ thông minh và tràn đầy năng lượng. Chúng có giá từ 20 tới 800 triệu. Thứ năm là dòng mèo Carago, hay còn gọi là linh miêu tai đen, là dòng mèo hoang dã đã tồn tại từ rất là lâu. Chúng có giá từ 160 triệu tới 230 triệu.